Tin bóng đá trưa ngày 14 tháng 10. Pep Guardiola úp mở tương lai. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha không khẳng định bản thân sẽ tiếp tục gắn bó với Man City sau khi hết hợp đồng. Hãy cùng chờ xem tương lai của tôi sẽ ra sao. Tôi vẫn phải suy nghĩ về quyết định xem mình muốn làm gì trong thời gian tới. Về việc được liên hệ dẫn dắt tuyển Anh, cựu huấn luyện viên Barcelona khẳng định: điều đó là hoàn toàn sai sự thật. Tôi đang là huấn luyện viên của Manchester City. Tôi chưa quyết định bất cứ điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy, tôi không biết. Tương lai của Guardiola ở sân Etihad trở nên khó đoán trước khi mùa giải 2024-2025 khởi tranh. Nhà cầm quân này khẳng định: khi rời đi, tôi sẽ thông báo về việc đó. Hiện giờ tôi chưa thể nói. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Hồi tháng 8, Mati Peranau, tác giả của cuốn sách The Pep Revolution, tiết lộ Guardiola có thể chia tay sân Etihad trong tương lai. Hai yếu tố có thể khiến Guardiola rời Man City đó là gia đình và sự mệt mỏi sau 9 năm. Đồng đội bất mãn với Bellingham. The Athletic tiết lộ phong thái độ tuyển Anh khó chịu trong đoạn quảng cáo Bellingham thực hiện cùng một hãng trang phục thể thao hồi tháng 6. Trong đoạn quảng cáo đó, Bellingham được tô vẽ như ngôi sao duy nhất của Tam Sư. Ở đoạn quảng cáo đó, tiền vệ Real Madrid thực hiện các bài phát biểu mang tính truyền cảm hứng, thể hiện mình như là một nhà lãnh đạo ở tuyển Anh. Trong khi thực tế, ban cán sự của tuyển Anh chỉ bầu Bellingham vào vai trò đội phó ngay trước Euro 2024 diễn ra. Sau trận chung kết Euro 2024, cách hành xử có phần tự cao của Bellingham cũng khiến anh không được lòng nhiều đồng đội tại Tam Sư. Sau thất bại của tuyển Anh ở trận chung kết Euro 2024, The Athletic tiết lộ Bellingham đã lẩn tránh việc trả lời phỏng vấn truyền thông. Tham dẫn lời Wayne Rooney, ám chỉ Bellingham dường như mắc bệnh ngôi sao khi sinh hoạt cùng tuyển Anh. Các nguồn tin từ Man tiết lộ Bellingham chỉ chơi thân với Alexander Arnold ở tuyển Anh. Ngoài ra, anh không được lòng các đồng đội khác bởi cách hành xử có phần ngạo mạn. Báo Anh: Tam Sư thi đấu tầm thường trước Phần Lan. Giữa tuần vừa qua, tuyển Anh đã gây thất vọng cực lớn khi để thua 1-2 trước tuyển Hy Lạp. Đến sáng nay, ngày 14 tháng 10, Tam Sư đã trở lại mạch chiến thắng khi đánh bại Phần Lan 3-1. Nhưng gì các tuyển thủ Anh thể hiện trước Phần Lan không khiến báo chí hài lòng. TalkSport, kênh phát thanh nổi tiếng tại Anh, đã không ngần ngại chỉ trích lối chơi của Tam Sư. Nhà báo Adrian Durham của họ viết: mặc dù ghi được 3 bàn thắng và giành được 3 điểm quan trọng, nhưng đây vẫn là một màn trình diễn tầm thường của đội tuyển Anh, đôi khi họ gặp may. Ngoài ra, nhà báo Adrian Durham còn nói thẳng chính Kasli khiến cầu Palmer chơi tệ. Anh cho biết, trận đấu với Phần Lan và Hy Lạp đã khiến cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Anh bỏ lỡ cơ hội thể hiện khả năng của mình nhờ Kasli. Đội tuyển Anh đã gặp những vấn đề nghiêm trọng. Những gì tờ TalkSport đưa ra thể hiện rõ điều đó. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Lee Kasli cũng đã đưa ra những câu trả lời khiến các phóng viên khó hiểu khi mập mờ về tương lai. Huấn luyện viên Deschamps lên tiếng bảo vệ Kylian Mbappe. Mbappe đến Thụy Điển sao? Về mặt riêng tư, cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì trong ngày nghỉ. Ngay cả Real Madrid cũng không cấm Mbappe đến đó. Tôi lên tiếng không phải để bênh vực Mbappe khi cậu ấy không lên tuyển quốc gia. Vấn đề ở đây là quyền riêng tư của cậu ấy. Cuộc sống của Mbappe không giống với người bình thường. Mbappe đi chơi không có nghĩa là cậu ấy không xem trận đấu hay không gửi thông điệp động viên đồng đội. Mbappe không hài lòng với phong độ hiện tại ở Real Madrid. Đây được cho là lý do cầu thủ sinh năm 1998 quyết định không lên hội quân cùng tuyển quốc gia Pháp trong đợt tập trung tháng này. Mbappe muốn dành 2 tuần quý giá để tập luyện cải thiện thể trạng. Theo Le Parisien, Mbappe được huấn luyện viên Deschamps trao quá nhiều đặc quyền. Cựu tiền đạo PSG được phép đến muộn cho các buổi họp, thậm chí tự ý tập luyện với khối lượng ít hơn các đồng đội trên đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Mbappe được cho là đã thông báo với tuyển quốc gia Pháp rằng anh sẽ chỉ tham dự những trận đấu quan trọng để đảm bảo không dính chấn thương, từ đó hướng tới mục tiêu giành quả bóng vàng 2025. Lamine Yamal lên tiếng về tình hình chấn thương. Với phong độ ấn tượng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona, Lamine Yamal luôn trở thành đối tượng bị hậu vệ đối phương thực hiện những tình huống vào bóng thô bạo. Điều này khiến cho những người yêu mến anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong trận đấu với Đan Mạch thuộc khuôn khổ Nations League mới đây, tài năng trẻ trưởng thành từ lò La Masia đã buộc phải nhường chỗ cho Sergio Gomez ở phút 90+3 vì chấn thương. Thậm chí cầu thủ này còn bị người hâm mộ bắt gặp đi tập tễnh rời sân Nueva Condomina. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận Lamine Yamal không gặp tổn thương lớn nào sau khi chụp MRI. Các bác sĩ xác nhận anh chỉ bị quá tải và cần được nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Luis de la Fuente quyết định cho cầu trò cứng rời tuyển. Chia sẻ với La Chiringuito, thân ông 17 tuổi cũng vừa tiết lộ tình hình chấn thương. Anh nói: vâng, tôi khỏe hơn rồi, hy vọng có thể sớm hồi phục và quay trở lại nhanh nhất có thể. Rời Liverpool, Klopp tái xuất ở nước Anh. Trước đây một năm sau khi rời Liverpool, Jurgen Klopp được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Theo đó, chiến lược gia người Đức đóng vai trò cố vấn cho tất cả các đội bóng thuộc sở hữu của tập đoàn này, bao gồm New York Red Bull, RB Leipzig hay Red Bull Bragantino. Tuy nhiên, tờ Bild đưa tin nước Anh là địa điểm đầu tiên Jurgen Klopp bắt tay vào làm việc. Cụ thể, cựu thuyền trưởng Liverpool sẽ can thiệp vào khâu chuyển nhượng
lẫn chuyên môn tại Leeds United. Đáng chú ý, Red Bull chỉ là cổ đông thiểu số tại Leeds United khi sở hữu 10% cổ phần. Tại sân Elland Road, Jurgen Klopp sẽ san sẻ trách nhiệm với người đồng hương Daniel Farker. Đây được xem là tin vui cho Leeds United, đặc biệt khi The Whites đặt mục tiêu thăng hạng Premier League vào mùa giải 2025-2026. Trên bảng xếp hạng Championship mùa 2024-2025 này, Leeds United đang đứng thứ 5 sau 9 trận đấu. Câu lạc bộ vùng Tây Yorkshire kiếm được 16 điểm, kém đội dẫn đầu Sunderland 3 điểm. Ancho Gomez khó có thể từ chối nếu MU mời gọi. Ancho Gomez là sản phẩm của học viện Man United và đã ra mắt đội một quỷ đỏ khi còn là thiếu niên, trước khi chia tay câu lạc bộ để chuyển đến Lille vào năm 2020. Tiền vệ 24 tuổi đã có bước tiến lớn trong thời gian chơi bóng ở Pháp. Những màn trình diễn xuất sắc thậm chí đã giúp anh có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh vào tháng trước. Hợp đồng của Gomez với Lille đã bước vào năm cuối. Theo đó, những đồn đoán liên quan đến tương lai của anh ngày càng gia tăng khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đã đến gần. Thảo luận về sự quan tâm của các câu lạc bộ Premier League và khả năng quay trở lại Old Trafford với The Times, Gomez thừa nhận: "Điều đó thật tuyệt vời, nhưng sau khi tìm thấy hạnh phúc ở nước ngoài, tôi biết việc chơi bóng ở Premier League không phải là tất cả. Sẽ luôn có điểm yếu tình cảm đó, vì vậy tất nhiên sẽ rất khó để nói không." Juve cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Premier League. Dusan Vlahovic đã có màn khởi đầu ấn tượng mùa này với 7 bàn thắng sau 9 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Juventus đang thiếu một phương án thay thế cho Vlahovic trên hàng công, nhất là khi Arkadiusz Milik đang gặp chấn thương dài hạn. Đội bóng của Thiago Motta hiện đang đứng thứ 3 tại Serie A, muốn tìm cách gia tăng chiều sâu cho hàng tấn công. Theo Corriere dello Sport, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Everton đang nằm trong danh sách những mục tiêu tiềm năng của Juventus. Calvert-Lewin hiện đã bước vào năm cuối hợp đồng với Everton và vẫn chưa cam kết gia hạn. Từ đầu mùa giải, anh ghi được 2 bàn thắng sau 7 lần ra sân tại Premier League. Calvert-Lewin nằm trong nhóm những chân sút tầm trung tại Premier League. Nếu có thể thuyết phục thành công ngôi sao 27 tuổi cập bến Allianz, Juve sẽ có cho mình một phương án bề khá chất lượng để dự phòng cho Vlahovic, nhưng lại không tốn nhiều kinh phí. Caron bỏ thêm tiền để thi đấu cho Bordeaux. Andy Caron tiết lộ mình hạnh phúc dù phải hy sinh tài chính để thi đấu cho Girondins de Bordeaux, đội bóng vừa bị giáng xuống trời dài hạn từ nước Pháp vì vỡ nợ. "Thành thật mà nói, tôi thậm chí phải mất tiền để thi đấu cho Bordeaux", Caron chia sẻ với AMC. "Nhưng tôi được thi đấu và đơn giản là hạnh phúc vì điều đó." Caron gia nhập Bordeaux theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Sự xuất hiện của tiền đạo người Anh khiến cho nhiều người bất ngờ, bởi Bordeaux đã bị cơ quan giám sát tài chính của các đội bóng chuyên nghiệp tại Pháp, DNCG, tước tư cách đội bóng chuyên nghiệp do khủng hoảng tài chính. Bordeaux kết thúc leader mùa 2023-2024 ở vị trí thứ 9, nhưng đến đầu tháng 7, câu lạc bộ bị giáng xuống hạng 3 do không đủ điều kiện ngân sách để thi đấu ở leader mùa giải 2024-2025. Sau đó, họ tiếp tục bị giáng xuống giải hạng 4 mùa 2024-2025. Trong bối cảnh đó, Caron được xem như vị cứu tình, hứa hẹn giúp Bordeaux xoay chuyển tình thế. Caron tiết lộ anh chỉ nhận khoảng 3.500 euro trên tháng tại Bordeaux, con số không thấm vào đầu so với chi phí sinh hoạt ở Pháp.